Nêu ra món ăn trong 3 giây. Bắt đầu với chữ S. S. Xôi. Ôi đồ xôi. Có cái gì vậy? Sữa. Ok. Tráng trộn. Cái được không? Ủa, tiếng Việt đâu có chữ này đâu. Nước mắm. Cái gì? Y ngắn y à! Mắm tôm. Cái gì? Phở. Yeah. Why? Ai thắng nhỉ?